thành, tại vì đây là một trong những ngày mưa bão của bác anh chị, làm không nhanh thì ngôi nhà thì cũng bị dột rất là nhiều luôn. Và đó là trong một trong những cái động lực cho anh Vũ phải từ Đồng Tháp vượt hơn 100 km có mặt ngay tại Hậu Giang này để mà cố gắng hoàn thành cho nhà Kim Chi ha. Và thay mặt cho Quý Mạnh Thường Quân đó, các bác anh chị, thì Bùi Hồ cũng gửi cho anh Vũ 30 triệu. Đây là cái sọt tiền nè. nhiêu tiền chú? Hai người chiếc xe 3.000. Ô, cái sọt tiền dễ thương kia ha, là tự tiện bỏ vô à, dễ thương chạy. Anh Đồng ơi, bỏ 3.000 vô, tự nguyện đi anh. Lần đầu tiên thấy được này vui ghê. Có 3.000 không? Bỏ vô là phải thối lại 2.000. Đúng rồi, tự thối luôn. Tự thối luôn. Người miền Tây dễ thương kìa. Chạy ngay là đây, sọt tiền này là nghỉ được rồi. Sau khi qua một cái chuyến đò đó thì các anh em đã có mặt tại nhà của ông nội bà nội của bé Kim Chi nè cô bác anh chị. Cô, hồi tối ngủ được không? Hồi tối không có ngủ luôn. Ủa sao vậy? Không có ngủ sáng đêm hôm luôn. Mưa gió quá thì sao? Đâu có mưa, không có mưa rồi dọn dẹp. Dọn gì? Dọn cái một chút, ba cái màn đồ với ba giấy đồ cu su đồ che nó bị dột đó. Dạ. Rồi hai chồng tôi dọn tới 3 giờ cái hai đứa vô ngủ không được. Dọn tới mấy giờ? 3 giờ. Dọn tới 3 giờ hả chú? 3 giờ sáng hả? Từ mấy giờ mà dọn tới 3 giờ trời? Thì giấc chiều ra đói bụng quá, hai chồng ăn ba hộp cơm rồi là làm luôn tới tối rồi tí khuya luôn rồi làm luôn. Chừng nào tới 3 giờ luôn làm. Rồi không gọi thì mệt lắm mới nghỉ. Rồi ai là chỉ đạo dọn? Có hai chồng không có ai. Tại vì nấu cơm là cô không phải chỉ đạo chú nấu cơm mà. Nói thật chứ vậy chứ là vui không? Vui không? Hả? Vui không? Vui. Mừng ngủ không được luôn mà. Dạ hả? Mừng ngủ không được luôn. Rồi tối nay ngủ đâu? Ngủ nhà trên nhà mẹ cho anh. Dạ. Rồi bé Kim Chi có nói gì không? Trời ơi, Kim Chi nó nói bà nội xin phép nghỉ cho con nghỉ hai bữa đi đặng bà nội nấu cơm, chứ bà nội đưa con đi học thì ai nấu cơm. Mừng lắm. Vậy hả? Bé Kim Chi nó mừng lắm, nó nói vậy là con có phòng rồi hả bà nội? Con ở trong phòng không mà bà nội đi dãy con cũng ở trong phòng nữa. À. Thấy tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá. Mừng quá. Mừng quá vậy. Có nói với bà nội sao không? Nó nói với bà nội, nói mấy chú sao mà cho con nhanh quá già nội, sao có mấy ngày mà cho nhà mình nữa. Ủa mấy chú đó giàu lắm hả nội? Nó thỏa thẻ nó nói hoài vậy đó mà. Nói ủa mấy chú đó giàu lắm con, cái kênh của mấy chú đó lớn chứ không phải là giàu. Không có nhiều, không có tiền, nhờ sự kết nối của Quý Mạnh Thường Quân thôi, chứ các anh em thì cũng kết nối thấy hoàn cảnh của bé Kim Chi tội nghiệp quá, mà bà nội cũng cố gắng cho cháu đi học, thành thử là cô bác của anh chị cũng thương. Dù ở nước ngoài lao động có vất vả như thế nào á, cũng mỗi người chung tay nhau một ít á để dành dụm cho bé Kim Chi có một cái nơi học ổn định, nó tươm tất hơn, cũng như là ông nội bà nội của bé thì nó đỡ vất vả hơn tí xíu sau những ngày lao động mệt mỏi thì mưa nó không còn dột nữa đó. Thì hồi sáng là mấy anh thợ ăn cơm đây luôn đúng không? Đúng. Sáng đãi cá mè dinh nữa hay sao? Trời ơi mấy chú không ăn, đến tối hai chồng tôi ăn muốn chết còn không hết nữa. Còn hồi trưa này làm mấy thợ ăn gì? Hồi sáng á thì mấy ông thợ ăn hơi cực. Dạ. Là như chuối chát với chỉ kho miếng thịt. Chứ chuối với dưa leo. Dạ. Hơi cực. Dạ. Buổi chiều này thì chị đi qua 13 mua được ít núm gôm về xào với mớ cá lóc về nấu canh chua. Rồi xong chưa? Xong rồi. Ăn rồi luôn hả? Chưa, dọn. Trời ơi, con đợi về chợ kìa. Dọn chợ kìa. Vậy hả? Mấy chú này nói chợ nay, mà. Chú thợ này nay thu để làm xong rồi mới biết tắm rửa ăn. Hồi tối, hồi sáng mấy anh thợ này mấy giờ mới tới đây? Sớm lắm à. Mấy giờ? Để giấc nó cũng 6 giờ mấy à. 6 mấy à? 2 giờ là đi rồi. Vậy đó hả? 2 giờ khuya là chạy đi. Tới rồi. Hôm qua là chạy về xong là nghỉ ngơi chút xíu, 2 giờ khuya đi luôn. Trời cực khổ, bây giờ tôi chuẩn bị nghe. Vũ chú ở lại ngủ với mẹ tôi nhà đêm. Chuẩn bị gì?
mà mấy chú ngủ, mấy chú nói mấy chú là ngủ, mấy chú ở lại ngủ nhà mẹ một đêm. Dạ. Hai chồng cứ ngủ nhà này thôi, không được, tại vì cho các anh thợ cho ngủ tại đông á, rồi sáng sinh hoạt vệ sinh cũng khó, nên các anh thợ sẽ kiếm chỗ ngủ cho các anh thợ ngoài Vị Thanh á. Dạ. Cũng có đặt chỗ ngủ ngoài Vị Thanh rồi. Dạ. Cho ngủ yên thôi, hôm tối này thức khuya quá trời rồi, ai cũng mắc cũng thâm quần hết à. Vậy rồi, vậy là tôi chuẩn bị nè, hai đòn bánh tét với hai ba trái bưởi gì đó. Rồi sao không chuẩn bị 2 kg thịt bò hả? Trời ơi, bắt bà năm bà bẻ nữa đó chứ. Không có. Thịt bò hả? Nếu mà ngày nào mà chú lại nói chú ăn cơm á thì chị mua thịt bò. Đó vậy chứ thôi, đừng mua gì hết á, mấy anh em lên đến đây làm là vui rồi. Ha. Hôm qua cũng là điều bất ngờ luôn đó chú. Tại vì hôm qua là ở trong cái căn nhà mà trong khi đó là chưa dọn gì tất cả hết. Không có, 100 mấy đây à. Có tiền không? Thành thử là không... Mà anh Vũ thì ảnh thông báo là trong 2 ngày là sẽ hoàn thành căn nhà. Dạ. Đó là chú cũng thấy bất ngờ không? Dạ. Chia sẻ thông tin bây giờ là các anh thợ hồi tối tới khuya bây giờ làm tăng ca gần 6 giờ tối vô luôn rồi. Bởi nhưng gì? Mà vẫn hì hục làm nè. Đơn giản là ngày mai á, dựng cái dách này lên á, là ngày mai là ngày 23 mà bữa nay là làm ngày 22 âm lịch. Thì thành thử anh Vũ nói thôi cố gắng làm luôn anh, làm cho nó xong chứ ngày mai dựng lên gì. Ngày mai lợp thôi, còn bữa nay là mình dựng lên luôn. Đó, thấy các anh thợ có tâm không? Nè, giờ này cái chú này cũng nói nhà nó nhà mai 23 chị. Em cố gắng em dựng cho chị thế nào. Không những đẹp trai mà còn có tâm có tầm nữa. Thôi cô chú ơi, chuẩn bị đi, con gặp các anh thợ nghe tâm sự mình tí xíu ha. Dạ. Dạ. Hai chú vô đó ngồi để tôi làm nước uống. Dạ. À, chị và làm đi để cho hai chú gặp mấy anh thợ đó. Ôi trời dễ thương nha. Rồi. Chào anh Vũ. Dạ. Chào anh. Dạ, sao tối không có được ngủ trọn vẹn giấc ngủ thì sáng nay mệt dữ không? Cũng mệt anh. Cũng gắng cố gắng. À, tới đây mấy giờ? Em tới đây 6 giờ mấy, gần 7 giờ. Bây giờ cũng 6 giờ chiều luôn, là làm này tăng ca có tăng tiền tiêm cho đợ không? Dạ có. Rồi tối nay mấy anh em mình có chỗ ngủ rồi. À, ăn uống ngày nay sao, ngon không? Dạ ngon. Dạ, mà gì mà đãi thịt kho rượu. Thịt kho rượu với lại chuối chát. Dạ. Sao không điện em chạy xuống? Dắt điện anh còn ở trên ấy chứ. Dạ. Bữa nay là mình phải dựng luôn cái phần máy này hên Vũ. Tại bữa nay ngày mình còn tốt nè, ngày 23 cho nên em kêu mấy anh em cố gắng làm lần dựng lên lấy ngày luôn. Em ơi mình dựng không được. Dựng thêm cái chất bên này ha. Dạ, cái ngôi nhà này, này là cao. Hai cái làm nữa là mới cứng, mới dám bỏ qua đêm. Tức là cho dựng lại ha. Dạ dạ. Cái ngôi nhà này là cao bao nhiêu? Cao đỉnh cao á. Cái đỉnh này là 4m anh. 4m ha. Ở đằng sau là 3m2. 3m2. Dạ. Để đóng la phong luôn á cô bác của anh chị. 4m đóng lò phòng nó cũng thoáng rồi. Cũng thoáng rồi. Là bây giờ mình phải gác cái cây ngang nữa mới được. Đúng không? Dựng hai cái dách này rồi gác cây ngang nó mới cứng được. Gác hai cái làm cái nữa nó đừng ngã. Dạ. Nay là mình đi mấy người? Đi 4 người thợ với em đó là 5 người. Linh đâu? Linh đây. Rồi Khánh đâu? Khánh đang làm trong đó. Gia công trong kia ông thợ nữa nè. Dạ. Làm sao thấy cực dữ ứng không anh Vũ? Cũng cực anh, nhưng mà đều cũng cố gắng đi làm cho cô bác có cái ngôi nhà để mà ấm cúng người ta ở. Làm gì thì chi phí ăn uống đồ có lời nhiều không? Nói chung là không lời gì, tụi em cũng cố gắng đi làm cho. Vậy hả? Dạ. Ông thợ có tâm nhất á. Thành nữ là sắt thì nó với lại tôn á thì ở nơi nào nó cũng giống nhau à, nó chênh lệch nhau chỉ vài ba ngàn thôi. Quan trọng là cái di chuyển nè, rồi thợ phải đi xa nè, nên thành nữ là phải bồi dưỡng thêm cho mấy ông thợ này đúng không? Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên mấy ông thợ này đi xa nhất luôn hả anh Vũ? Dạ. Dạ hả? Thì cũng giống như em đầu tiên đi xuống tới đây nè. Nhưng mà ở đây là những cái vật dụng rồi nó có khó hơn ở trên mình nhiều không? Dạ. Đồ dùng á. Đồ thì nó hơi khó hơn trên mình. Dạ. Tại vì ở chỗ của mình thì mình nó quen thuộc rồi, cái gì nó cũng dễ hơn. Tôn này là tôn lạnh đúng không anh Vũ? Dạ. Tôn lạnh sống nhỏ đúng không? Dạ. Dập sống lò phong nhìn nó đẹp hơn.
À, còn mình dập cái sóng bự nhìn nó thô, nhìn nó không có đẹp. Mà sóng bự thì dưới sóng nhỏ thì giá tiền sao ta? Ai này thì nó cũng một thứ rồi, nhưng mà tại mình kêu dập sóng nhỏ sóng bự. À, sóng la phong nhìn cho nó sắc sảo hơn đúng không? Dạ, nhìn nó đẹp hơn. Này là làm khoảng bao lâu nữa là mới xong? Cái này mấy ngày em đưa lên chắc hàng có 20 phút nữa. Dạ hả? Dạ. Dựng cái dách này lên rồi hàng dựng lên được hàng nữa cho nó vững này nọ là mình mới đi về nghỉ ngơi ha. Dạ. Để sợ dòng gió. Ngày mai là tính mấy giờ mới làm? Mới lợp. Ngày mai bắt đầu sáng thì tụi em hàng đoàn tay xong rồi lợp luôn. Dạ hả? Dạ. 7 giờ cho mấy anh em ăn uống xong hết rồi 7 giờ lỡ cái mình hàng đoàn tay. Trong vòng ngày mai là phần xác mình xong không? Dạ. Xong hả? Trong vòng ngày mai là có phần nhà lớn của em xong đó. Còn chỉ phụ ông chú làm lại cái ba cái nhà cây của ổng đó. Thôi anh làm đi để anh chỉ đạo đi rồi để tâm sự hoài hồi nãy giờ trễ nãy thời gian nữa. Thôi tụi em đi là đây cái. Dạ. À, lên nè. Là làm ngôi nhà này với anh Vũ là mấy ngôi nhà rồi? Dạ em làm được mấy ngôi nhà tình thương cùng chung với anh á. Dạ cũng đầu quá nhớ không nổi. Nhớ không nổi. Nhưng mà lần này là đi xa nhất đúng không? Dạ. À, hồi đó giờ có đi xuống Hậu Giang này chưa? Dạ chưa anh. Dạ anh thấy dạ. Sao? Dạ em thấy ở đây ai cũng vui vẻ hòa đồng. Dạ hả? Dạ. À, đi xa gửi có nói gì không? Dạ đi xa thì em chưa có gửi anh. Có muốn ấy không anh làm ai cho? Dạ chưa anh đâu. Chưa thôi anh hả? Dạ. Mãi mê với lại công việc mà quên quên với lại cái việc bạn trai bạn gái luôn đúng không? Dạ. Ở đây phỏng vấn xuống tí xíu. Chú. Dạ. Năm nay là U6 mấy rồi? Trẻ tiếp em đây đây. Hả? 44 mấy à? 44 mấy hả? Trẻ đẹp trai vậy? 56 rồi. 56 rồi. À. Đi xa gì thấy mệt không? Mệt gì? Hồi khuya là 2 giờ đi lưu chung luôn. Lưu chung luôn. Rồi đi mấy chiếc xe? 4 chiếc. Mà mình là hơi lớn tuổi chạy hơi yếu. Là không có dòng xe đẩy đúng không? Không. Không dùng xe đẩy, đi xe đẩy nữa lâu lắm. Xe đẩy lâu không biết đời nào. Chiếc xe đó rồi chạy xuống tới đây chắc banh luôn. Banh luôn. Ý là anh vậy chạy còn không lợi nữa. Mấy xa. Hồi trưa có nghỉ trưa không? Có nằm được chút. Được một tiếng không? Chắc không tới. Không tới, tranh thủ làm đúng không? Tranh thủ làm. Sợ mưa nữa. Mưa rồi ì đụng công việc nữa. Tại vì xong ngôi nhà này là xuống nhà của bé Tú xuống Cà Mau làm luôn á. Nên thành nữ công việc cũng khá là ì đụng. Kìa chị đem cà phê sữa kêu uống kìa. Đem cho hai ông đó. Chị có hồi xưa trưa giờ có làm nước cho mấy thợ không? Đãi thứ dữ không vừa dứa không vậy cô bác của anh chị? Chú uống cà phê còn trà đá đâu. Với lại vừa dứa kìa. Vừa dứa. Không vừa dứa ngon lắm. Vừa dứa là số 1. Còn nữa hả? Nhưng mà thật ra dừa này thì không có mua nha cả nhà. Có ở sau hè. Rồi để đó đi chút xíu em uống. Dạ, để dạ, đó. Dạ. Để đi em đi tham quan. Dừa, thôi em đi ra sau tham quan chút xíu đi. Chú ngày nay có đi giăng lưới không? Không, uống này không hả? Dạ hả? Tại khuya nay có giăng lưới kiếm cá thèm cá mày dinh quá à. Rồi để chú khuya nay nữa chú mệt nữa đó. Nói chơi vậy đừng đi giăng nha. Chú đừng quay nữa, quay miếng đi, chia sẻ câu dùng cổ mới uống. Trời ơi, lên câu dùng cổ cho mấy anh. Chứ không lên câu dùng cổ, không lên câu dùng cổ là không uống. Để nó đi, để nó đi cô. Để nó đi. Để đây lên câu dùng cổ đi cô. Thôi. Cho mấy anh thở. Chạy quá trời chạy luôn. Chạy quá trời chạy luôn. Mệt nhưng mà vui đúng không? Và thông tin với cô bác anh chị danh sách mà Mạnh Thường Quân ủng hộ thì Bùi Hồ sẽ công bố sau. Hiện nay thì ngôi nhà này thì cũng đang đang dựng lên và số tiền dự toán thì khoảng là 50 triệu á, khoảng 50 triệu tại vì tiền sắt của anh Vũ không đâu hết 44 triệu à. Chưa không, không làm cửa sắt. Làm lao phong nữa. Lao phong là năm rồi đi điện nữa. Là khoảng 50 triệu hơn á chị. 50 triệu hơn á cô. 50 triệu mình làm chừng nào có. Trời ơi chắc như cái nhà mà tôi theo ông bà chắc không được luôn nữa. Bởi vì tôi cũng cực mà đều tôi mệt có 1-2 ngày mấy chú cực cái
chú cực khổ gian nan quá, bả che hồi xưa nhỏ em mới quản nghe cái chồng chị Thanh nó chạy ra nó. Trời ơi người ta cực khổ lắm rồi, bà lo nước nâu đồ cho người ta ăn chứ. Tao nói tao lo có kìa. Thôi mình đi vô trong đi anh Đồng ơi. Mình coi cái ngôi nhà dở như thế nào ha. Cô bác anh chị là thấy trời cũng sập tối rồi. Bây giờ các anh em cũng cố gắng chia sẻ thước phim nè. Nè thấy không, dở cái máy ra nè. Cô bác anh chị thấy mầm kèo rồi, bây giờ nó đâu còn gì đâu. Nhà vệ sinh là không có cửa luôn nè. Dở mấy miếng bạc ra dở trên chống lỏng nè. Đúng còn rồi. Gì bởi vì sao mà nước mưa không dột được thấy không? Đúng rồi. Đâu có miếng thiết nào đâu. Anh Vũ anh nói là sau khi làm xong á thì anh nói với thợ sẽ làm cái phần tôn cũ á, sẽ làm hàng lại cái phần đó ngoài sau này. Cực quá. Nhà vệ sinh thì không có cửa luôn, chỉ có vậy thôi. Mấy miếng gạch xây lên thôi chứ đâu cửa gì đâu. Lại gần tí ha. Đây không có cái cửa gì hết nè cô bác anh chị. Mấy miếng gạch mà dạng như tự xây rồi không có tô rồi sơn lên thôi. Thấy không? Đúng rồi. Thưa với cô bác quý anh chị, ngày hôm nay tranh thủ đến đây để chia sẻ cái thước phim này cho cô bác quý anh chị biết được về cái tình hình hiện tại của nhà ông bà nội bé Kim Chi, cũng như là các anh thợ vất vả như thế nào trong một ngày mà phải cố gắng gấp rút hoàn thành, tại vì đây là một trong những ngày mưa bão. Cô bác quý anh chị làm không nhanh thì ngôi nhà thì cũng bị dột rất là nhiều luôn. Và đó là trong một trong những cái động lực cho anh Vũ phải từ Đồng Tháp vượt hơn 100 km có mặt ngay tại Hậu Giang này để mà cố gắng hoàn thành cho nhà Kim Chi ha. Và thay mặt cho Quý Mạnh Thường Quân á, cô bác anh chị, thì Bùi Hồ cũng gửi cho anh Vũ 30 triệu, thay mặt Quý Mạnh Thường Quân gửi cho anh 30 triệu để anh có thể lấy tôn sắt ở ngay tại chỗ này nè. Yeah. Hôm trước thì đi thì anh cũng có đặt cọc hết 5 triệu, anh lấy tiền anh ra ứng hết 5 triệu, còn đây là em gửi cho anh trước 30 triệu ha. Yeah. Hôm trước thì anh nói là cái phần của anh không là 44 triệu đúng không? Yeah. 44 triệu thì ngày mai thì em sẽ có thể em trao thêm. Yeah. Rồi bây giờ anh đếm lại giùm em với. Yeah. Đếm lại giùm em đi để cho nói để thôi nhầm khi nó còn lắm. Đủ không ạ? Đủ anh. Dạ. Dạ thôi thì cảm ơn anh rất là nhiều. Ngày mai thì các anh em cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cái thước phim mà dựng nhà như thế này cho cô bác quý anh chị xem. Còn bây giờ thì thôi để cho các anh sẽ cố gắng gấp rút hoàn thành dựng lên cái phần bên đây nữa ha cô bác quý anh chị. Cảm ơn anh nhiều ha. Dạ rồi. Chào Kim Chi ha. Chào chú. Con nha. Ai làm cái xôi mà đẹp dữ vậy trời? Ai làm cái xôi vậy? Ai làm cái xôi vậy? Bạn cho, trời ơi đẹp gái như vậy. tính là bác sĩ hay là cô giáo gì đây? Không biết hả? Ăn gì chưa? Chưa. Đang học bài hay sao? Không, mai không có học. Mai là thứ bảy là nghỉ rồi đúng không? Không, chủ nhật mới nghỉ. Còn ngày mai không có học là sao? Mai nội chú nghỉ. Nội chú nghỉ ở nhà đúng không? Tại vì phải nấu cơm cho các chú ăn nữa đúng không? Dạ. Còn nghỉ buồn không? Dạ không. Vì sao? Có nội. Có nội ha. Nhớ mấy bạn không? Dạ. Không hả? Thấy nhà nội cắt vui không? Vui. Vui sao? Không biết. Không biết. Nói là cảm ơn quân cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thử coi. Cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã cho con cái nhà. Cho con hay cho bà nội? Cho bà nội. Cho bà nội sao nói cho con? Không. Dễ thương. Hồi sáng giờ có ngủ không? Không. Vậy chứ làm gì? Chơi. Mà ngôi nhà của mình mà mấy chú lại dở hết trơn, mấy chú kỳ quá. Dặn mấy chú không? Thôi mang kiến đi, học bài đi, tri thức quá à, giống cô giáo quá à. Mai mốt cố gắng học làm cô giáo nha. Dạ. Học làm cô giáo hoặc là bác sĩ để giúp đỡ mọi người nghe chưa? Dạ.
bye bye cô bác quý chị đi. Bye bye ý cô bác quý chị. Chúc ngủ ngon đi. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Bye bye. Ta nói người miền Tây giàu lắm, giàu ở cái tấm lòng, cái sự nhiệt tình. Đây là canh chua cá lóc hả? Canh chua cá lóc. Nấu với lại giá với lại cà chua. Còn bên đây là thịt kho rượu. Bên đây là có núm nữa. Ồ, cá lóc đồng luôn đúng không cô? Đồng luôn. Ăn với lại nước muối. Này chưa ăn cơm là thèm chảy nước miếng luôn á. Được hai tô. Để không phụ tấm lòng của cô thì các anh em sẽ ghé giờ dùng một ít. Tối nay các anh em sẽ ngủ ở ngoài Hậu Giang á, ngoài Vị Thanh đó cô bác anh chị. Sáng sẽ vô làm sớm, cô cũng có mời ở lại. Tuy nhiên thì việc sinh hoạt của các anh em á nó cũng khá là khó khăn. Tại vì đông người á, thành nữ có nhà vệ sinh sáng rồi còn phải vệ sinh rồi còn phải tắm rửa nữa. Nên là nữ là thôi dùng một ít ha, rồi mình đi ha. Mời cô bác anh chị dùng với lại các anh em ha.